Khánh Toàn chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện cười DJKT Audio, phiên bản audio số 74. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Cô con gái của ông cảnh sát trưởng chạy bổ vào nhà và khoe với bố. Bố ơi, con có thai. Sau đó, cô rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: Dạ, còn đây là danh sách của những kẻ bị tình nghi bố ạ. Thanh niên 26 tuổi, độc thân vui tính, khỏe mạnh, không rượu chè cờ bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ, sống rất kỷ luật, không lang thang trên mạng, không chat chít, chơi game trực tuyến, đã sống theo đúng thời khóa biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha, ai mến xin thư gửi về. Nguyễn Khánh Toàn, khu tù trung thân trại giam K5 Yên Định, Thanh Hóa. Gia đình có người ông và người cháu làm tiến sĩ. Còn người cha thì chả có bằng cấp gì nên thường bị hai ông cháu chê bai. Một hôm trong bữa cơm, người cha bị nói nhiều nên ức chế, đập bàn, liền chỉ mặt thằng con và quát: Bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao chưa, hả? Thằng con trai nghe vậy ngồi im. Người cha được thể quay sang mắng ông cụ: Còn ông nữa, tôi hỏi ông, con ông đã có bằng tiến sĩ như con tôi chưa, hả? Nói nhiều. Có hai ông giáo viên chơi rất thân với nhau. Một người tên là Xí, một người tên là Khỏa. Một hôm, ông thầy tên Xí ghi tin nhắn cho người bạn lên bảng thông báo. Tin nhắn có nội dung như sau: Khỏa thân, đến nhà Xí họp, nhớ đem theo giấy nhá. Có hai bố con nhà này từ quê ra thăm một khu phố buôn bán. Dường như tất cả những gì họ trông thấy đều khiến họ thích thú và ngạc nhiên. Đặc biệt là có hai cái tấm vách bằng sắt sáng lóa mà nó có thể tách rời nhau rồi lại khép khít lại như cũ. Cậu con trai nhìn thấy thế và hỏi: Đó là cái gì đấy bố nhỉ? Người bố thực ra cũng chưa từng nhìn thấy cái thang máy bao giờ, liền trả lời: Con trai ạ, bố cũng chưa từng nhìn thấy cái gì lạ như vậy trong đời. Bố không biết nó là cái gì nữa. Trong khi hai bố con đều đang trợn mắt nhìn, thì một bà lão run rẩy chống gậy bước chậm chậm tới chỗ hai tấm vách chuyển động và ấn vào một cái nút. Hai tấm vách bằng sắt mở ra, bà lão đi qua hai cánh cửa, bước vào một căn phòng nhỏ, hai tấm vách bằng sắt khép lại. Cậu bé và bố thấy như vậy thì lạ lắm. Cái vòng tròn nhỏ và những con số trên tấm vách sáng lên. Họ tiếp tục thấy những vòng tròn nhỏ với những con số sáng lên nhưng mà theo chiều ngược lại. Hai tấm vách mở ra và một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra. Ông bố vội nói với cậu con trai: Này này này, mau về nhà, mang mẹ mày lên đây, nhanh lên, nhanh lên. Tại một cuộc họp thường niên của những loài động vật, một đại biểu mang tên Gián liền lên tiếng: Ai, hễ mỗi lần cái tụi nó chán thì nó lại kêu tên của tao, đếch hiểu được tại sao cứ chán như con gián. Chuồn chuồn: À, buồn thì kệ mẹ tụi nó chứ, liên quan gì đến tao mà chúng nó cũng lôi tao vào. Tiếp theo là đến hổ: Tao xác thực là thằng báo không học chung mẫu giáo với tao nhá. Và đây là bò: Bao nhiêu cái ngu đổ lên đầu tao là sao. Đến chó: Mấy thằng khi chửi ngu không nhắc đến tao. Lợn: Tôi cũng vậy, khác gì,
Mà tôi có đóng phim bao giờ đâu mà người ta cũng đồn ầm ĩ lên cả thế. Tiếp đến là gà. Mấy đứa chơi game ngu tha cho tao, đừng có réo tên tao nữa. Và đây là sói. Âu, tao thề không bao giờ tụi tao đi ba con nhá. Đến gấu. Bọn mày yêu nhau thì kệ mẹ bọn mày, liên quan éo gì đến tao đâu. Đến cua. Đừng có móc tao, đừng móc tao. Và đây là trâu. Tao đâu còn trẻ nữa, con nghé nó mới trẻ, sao lại cứ gọi trẻ trâu. Tiếp theo là con sóc lên tiếng. Mấy thằng choai choai cứ bắt tao bỏ vào lọ sóc hoài. Đến con rùa. Bọn nào ăn may thì kệ mẹ nó chứ, liên quan gáo gì đến tao mà cứ kéo tao lên là thế nào. Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh. Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này nó lại nghiêng như thế. Dạ, không phải em làm đâu ạ. Một học sinh dõng dạc đáp. Ngài thanh tra hỏi tiếp một học sinh khác. Em này run run nói. Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà. Thanh tra ngao ngán lắc đầu, quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo vẻ mặt đầy hối lỗi. Ôi, không thể trách các em ấy được. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng như thế rồi. Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra càng ngày càng khó coi, vội vàng xen vào để giải thích. Ôi, nói ra thì thật là xấu hổ. Báo cáo đồng chí, bởi vì kinh phí của nhà trường có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể mua cái hàng ở vỉa hè thôi, không đảm bảo chất lượng. Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi. Thưa ngài ạ, ngài muốn gì ạ? Ông khách. Tôi muốn gì ạ? Tôi muốn một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp. Anh bồi. Dạ, không phải thế. Ý tôi là ông khao khát cái gì? Ông khách. Tôi khao khát cái gì ư? Tôi khao khát có một tòa lâu đài, trở thành là triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu. Anh bồi tiếp. Ông ơi, ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì á? Tôi muốn gì à? Tôi muốn có con trai hơn. Nhưng mà có con gái thì cũng tuyệt. Chỉ cần chúng nó khỏe mạnh là được. Anh bồi bực mình. Cái tôi đang hỏi ông là ông muốn uống gì? Ông khách. Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì? Anh bồi. Tôi thật lòng là tôi chả có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong cái quán rượu để làm thuê. Một tay chơi bời bước vào một hiệu thuốc. Bán cho tôi mấy viên thuốc ngủ loại cực mạnh và mấy viên thuốc kích thích nữa. Anh dùng vào việc gì? Anh chàng liền nháy mắt với ông bán hàng. À, thú thật với ông, tối nay tôi dự tiệc ở nhà bạn gái. Tôi sẽ cho bố mẹ cô ấy uống thuốc ngủ, còn cô ấy sẽ uống thuốc kích thích. Tối hôm đó, khi dự tiệc, anh chơi bời kia ngồi im như thóc, không dám ho he. Cô bạn gái ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay anh nhút nhát thế? Sáng nay anh đi mua mấy viên thuốc. Không ngờ người bán thuốc lại là bố em. Cô gái ngơ ngác. Thì sao? Em không hiểu. Em không hiểu đâu. Em mà hiểu thì chết liền. Cô giáo nói với cả lớp. Em nào cảm thấy mình còn chưa hiểu bài thì giơ tay lên cho cô. Một phút yên lặng trôi qua nhưng chả thấy em nào giơ tay. Cô bèn động viên. Các em ạ, chỉ có những người thông minh mới biết mình hãy còn dốt.
Tức thì cả lớp nhất loạt giơ tay. Ai mua táo không? Có ai mua táo không? Táo nhập khẩu đây. Bé tèo tèo thế mà gọi là táo nhập khẩu à? Thế khi ăn thì ông đưa táo vào trong mồm, không gọi là nhập khẩu thì gọi là nhập mũi à? Tại một phiên tòa xét xử tội làm tiền giả ở thành phố Chicago, nước Mỹ, chánh án hỏi bị cáo: Tại sao anh lại in tiền giả? Dạ thưa tòa, tại vì tôi không in được tiền thật ạ. Bị cáo này đáp với câu trả lời thật thà không chê vào đâu được như trên, bị cáo này được giảm án nửa năm tù. Một người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi: Bác cho lợn ăn những gì vậy bác? Bác nông dân đáp: Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những cái thứ đại loại như vậy. Người kia nghe xong giận dữ: Tôi là thanh tra của Hiệp hội Bảo vệ Súc vật, và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải. Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân. Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân vẫn câu tương tự. Cảnh giác, bác nông dân đáp: Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết thưa ngài. Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận: Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày biết bao nhiêu người thì đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc, tôi sẽ phạt ông vì cái sự hoang phí này. Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới và hỏi bác nông dân đúng câu hỏi như vậy. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp: Tôi cho mỗi con lợn $5, còn chúng thích ăn cái gì thì chúng tự đi mua thưa ngài. Peter sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc ở trong thành phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là nếu lỡ phà, anh sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ mới có chuyến phà mới. Hôm trước khi vừa ra bến, Peter thấy phà đã cách bến khoảng 5 mét, quyết định không đợi chuyến sau nữa, anh làm một cú nhảy dài hết sức mạo hiểm để lên thành của phà. Thành công, Peter đứng dậy, phối phối bụi quần áo và hãnh diện nói với một người vừa chứng kiến cú nhảy ngoạn mục: Cũng được đấy chứ nhỉ? Vâng, người kia đáp. Nhưng lẽ ra anh nên đợi thêm vài phút nữa, bởi vì phà sắp cập bến rồi mà. Brown là một huấn luyện viên bóng đá giỏi, nhưng bị chỉ trích vì có thái độ phân biệt chủng tộc với các cầu thủ. Ông quyết định đập tan những lời chỉ trích bằng cách riêng của mình. Ông nói với toàn đội: Bắt đầu từ hôm nay, trong đội chúng ta không có người da trắng và da màu. Thế phân biệt thế nào ạ? Một cầu thủ hỏi. Trong mắt tôi, bây giờ tất cả các anh đều có da màu xanh. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập. Các cầu thủ da xanh nhạt đứng bên trái, còn những cầu thủ da xanh đậm đứng bên phải. Brown lên tiếng. Một bà lên tiếng trong một rạp hát: Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một cái ghế trống như thế này nhỉ? Như là chả có ai dám ngồi vậy. Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã: Đấy là chỗ của chồng tôi đấy thưa bà. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết. Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó cho nó đỡ phí? Làm sao mà được thưa bà?
Bà quá phụ thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của chồng tôi. Thưa quý vị, và đến đây Khánh Toàn xin khép lại phiên bản audio tuyển tập Chuyện cười chọn lọc thế giới số 74. Và hẹn gặp lại quý vị ở những tuyển tập tiếp theo, đặc biệt là những tuyển tập Chuyện cười nói về ngày Tết. Còn bây giờ, xin chào thân ái và quyết thắng!